quay trở lại với trang trại Kingdom of Amalur, người quay trở lại với The Game New World. Và hôm nay tôi sẽ review cho mọi người một chiếc thang máy do tôi tự làm, tự kỹ thuật tên chiều lại. Và chiều lại là chiều thứ 3 của ở ai đời anh nhá. Đây, ở trên thang máy quần, cầu thang quần. Ừ, thế này đúng chuẩn, đúng như này. Thì nhiều bạn trong trên YouTube tôi thấy làm bằng tay gấp thì có vẻ không giống lắm. Nay tôi làm dùng motor, dùng máy di chuyển này thì cũng giống phết nhé. Thế đây được mà, nghe không? Đó. Đó. Quấn mà, dưới cũng quấn nhau này, đó. Để thì tôi đã làm ra hai phiên bản. Đấy, chúng ta nhìn thằng chịt này đâu, không phải thằng chịt này đâu. Tôi làm thằng chịt như này chỉ vì là cái dây điện này đấy. Công tắc này để tắt cái chạy mà, tắt để cho nó chạy ngược lại, xong rồi nó lỗi mà. Để có thể mà, tức là tắt dây đi nha, xong rồi tôi sẽ nhét cái này vào này. Dùng cái máy sao chép này. Đấy, chép vào, xong rồi là cắm nó vào đây. Ngồi sẽ chạy ra bật, bật cho một cái nó chạy như đầu là được copy dần 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 để nó chạy như thế này đấy. Nhưng nó không nhìn nhằng này đâu, các bạn có thể dùng bằng khối tín hiệu này với cả cái khối máy tín hiệu này cũng được để lắp vào nhá, lắp vào tất cả này rồi ra lệnh của nó dừng lại. Thì đây là phiên bản là phát hiện rồi, đây sơ đồ của nó chỉ như này này, sơ đồ nó chỉ như này thôi, nó cũng chỉ là như thế này. Đó. Các bạn thực ra là không cần điện mấy đâu, nó không cần điện mấy thật. Các bạn thử tôi đắp đây, không cần điện đâu, nó còn làm vĩ đại luôn đấy. Các bạn chỉ cần xây thôi, thế thôi. Rồi ở dưới là các bạn phải cấp điện cho nó. Trên thì mạch đây là mạch trên này, những cái này là mạch trên này thì không cấp điện này, nhưng mà những mạch dưới này phải cấp điện nhá. Ví dụ đó, tôi xây điện. Đó, muốn để là chạy. Tôi nhớ không nhầm, bây giờ chạy lên này, đi vào đây, chạy ra, mình chạy ra. Mình chạy này, như có khi gì là không chạy được, tôi chả biết nữa. Thảo thật, thảo nữa, tôi không chịu tay này. Cái này làm trước thì làm sao? Các bạn muốn nó chạy ngược lại đảo chiều này không? Nó chạy ra. Vì là do cái này là copy. Copy thì nó cũng chạy hay sao? Điện quá. Chạy luôn. Đây quá. Ở đây luôn. Vì copy nó chạy này. Copy nó chạy. Thế thôi xây lại mới kìa. Rồi, vì đầu tiên nó bắt đầu nó quay đắp rồi. Đấy bờ chắc phải làm chuẩn nhé. Đúng hai thôi. Lên và lưng cái bước đầu chuẩn, xong rồi bắt đầu giống thằng này bên. Nếu như có thể quấn nó chạy ngược thì chuyển đổi mạch mấy mạch này được mà. Nó di chuyển này, nó di chuyển là không được, tôi cho là 50, thì bên kia cũng là 50, cho là 50 giống bên kia tí. Có kích hoạt này, cho nó chạy tôi lên chút. Nó chạy lên đúng không? Bước tiếp theo là cái này nó phải di chuyển lên. Đặt mạch này ở đây. Đó, mạch này là cần điện này. Mạch này thì chắc là mạch cần điện này. Ừ, mạch cần điện thì để phụ cái dây điện thôi. Chia dây ra để cho nó đỡ phải bấm công tắc này. Ra muốn làm mình phải copy nhiều này. Như này, cho cái này kéo lên này, các bạn thấy chắc không cần điện rồi, kéo lên, ví dụ kéo bao nhiêu thì bạn, cái này kéo không cần điện này, nó sẽ luôn phiên tôi từng chạy thì nóng chán rồi, ví dụ làm cao hơn một tiên, thả lụi lên đấy, chạm lên, em thấy nhầm mạch, ít chết nha. Rồi đến mạch này nó hơi phải môn này, là nó sẽ là tổng của đóng mấy cái này vào, là nó sẽ nhiều cái chéo lên cũng ngang hàng với con kia thôi, ngang hàng với cái này, kéo lên bao nhiêu thì
cứ làm đến dần là từ từ thôi, từ bước một nó tự giảm. Vì tôi để cái này nó hơi thấp nhỉ, hơi thấp. Chúng ta cao lên hơi lắm. Bởi vì để dài nó chạy nó to thì đừng chạy bạc. Để nó chạy gần lắm. Còn này lên. Nếu mà tôi chưa giúp bạn được, tôi chưa giúp bạn hẳn nó thật. Đấy chứ. Nếu mà tôi giúp bạn hẳn nó khác hơn mà. Nhưng mà cao này ngại thôi. Thì là chạy cái mình hai. Chạy nhập đổi. Đổi một người. Từ bạn đấy, còn giữa tôi sẽ chỉ mọi người như thế này, chỉ là copy từ cái cuốn kia thôi, mình ra thằng nào cũng dễ. Nhớ để anh ra điện xanh và đỏ nha, quên không dặn đấy. Một tí nữa còn có nối thì từ đây. Để tôi đi lên này. Nếu cái này mình chỉ cần xây thêm ví dụ đối với dây điện này và để áp dụng cho ngắt dòng điện, cái này thì chắc một số người biết và một số người chưa biết. Đến đây đúng không? Đến đây thì cho nó chạy cho trường ngang khoảng 5 ấy. 8, 3, 4, 5. Xong rồi là cho đi xuống. Đi xuống thì tương tự cũng bên này là cho chạy xuống. Thì như là cũng cần mặt điện. Ừ, cũng cần điện như tàu cũng chậm mà. Ờ. Cần điện không ta? À, có lẽ tụi anh cần điện rồi. Một mặt điện. Các tí nữa phải đảo bờ lốc dưới rồi. Muốn thế tôi vừa xây hơi thấp. Dạ, xây bờ lốc nữa. Chạy đi, tí nữa rồi sao? Để cho điện dậy được không được để có thể ngắt độ chiều rồi cho đi xuống đi xa nhé. Này sẽ là có điện này chắc chắn luôn. Đây xanh cho đen ha. Á thì tự copy xuống như này rồi ra đây đi ra đây. Với thất viên à, chứ mới một chiều thôi, chứ chưa nấu đâu. Còn nóng một tuần à. Đấy, lần này tôi sẽ cho xuống này. Để cái lỗi của tôi không tăng trước này, đã phải cắt từ đầu này. Thế không, nhưng mà tôi không được làm sao đó. Chứ tôi sẽ quá bớt đi. Đấy, tôi sẽ xuống. Đấy thôi. Đấy, tôi sẽ xuống. Một thai mà. Đi cho mình hình rõ hơn ha. Chạy đây. Chạy sang ngang với cái số nữa. Đây. Rồi đang cho ba đây rồi đấy. Ngoài cho đi điện. Đó. Đó. Cứ so lè nhau được mà. Đó. Ngoài cho đi điện đó. Xanh. Rồi xanh. Thì kia treo xuống quyết định này mà thì lại treo xuống đây đến bên này này lại cho xuống bắt đầu đến đây kiểm xuống từ bên này đấy, chắc không cần phải điện đâu cho thả trong được rồi nhé. Chuyển cái này hay chuyển cái kia? Chuyển này đúng không? Chuyển. Đó, tôi không cho cái cuối này. Đấy, chỉ bằng cuối đá. Thật sự.
thấy không, thang máy này ngược lại thì nằm tương tự, nhưng ngược lại à, ngược lại xem nó sẽ là nó là tích kia điện hay sao, ngược lại tích điện và tắt thêm cái kia hay sao, để lên đặt ngược lại tương tự thôi. Tôi chưa làm là không tắt đi, để tắt đi là lát quá rất tương mừng luôn. Xin chào anh em, xin chào trở lại, thì chị mới khỏe. Lại nó sẽ là tặng này chính là dương, là âm. Đây chính là dương, đây là âm. Bởi vì nếu mà kích điện thì nó sẽ bị dừng, còn nếu mà không kích điện thì nó sẽ vẫn chạy. Nó không thể sao mà cởi trên dưới kích điện nó gọn lắm. Không biết là cái thằng nào đấy mà nhìn thấy hay không? Hay không, hay không? Đã khá gì tao rồi. Nó không cần phải đấy, chỉ ở đây nữa thôi à. Đó, đó. À, thấy không? Đây là tôi làm hơi to nha. Đây là hơi to. À không, đây cũng là làm bình thường. Đây là con gà đi xem có chạy không nhá. Thật sự con gà đi xem đẩy nó ra đây. Chắc không chạy bởi vì đấy. Nếu mà tôi đứng đây là chỗ này. Thực ra là không chạy. Và do cái khối bước chân chạy. Nếu mà tôi đứng đây thì phải nó chạy đây lắm. Thực ra không chạy đâu. Đứng như một chỗ mà nếu mà người chơi đi chuyển nó chạy. Vẫn chạy được từ đường. Đang vẫn lên từ từ đang vẫn lên từ từ chút mình nó đi đi kiểu đi mình đi 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 ok thôi thằng gái sợ sợ để là thằng gái à tớ vẫn tự thôi rồi lại trở lại cái mạch của cái thang nhà mình không phải là của nhà có khác gì cái này cái nhà tôi giả đi nhé giờ dùng cối đá này. Nó hơi ngát tí mà để mình cắt. Cái chả đưa thủ lòng mà. Giảm bỏ đi. Nhé. Nào, thả ra khỏi đây. Ô, thủ lòng này của than. À, thật đấy. Đó đó. Đây là gì đây? Vì thế mình đặt gì? Ôi, người gì đấy? Phát hiện mới, bắn này. Ôi, đạn bay lắm. Như ruồi, bay như ruồi này. À, thế đấy. Ôi, đạn dày búa. À, thật. Đạn cửa đá nó còn ở đây, nó sẽ chạy hơn. Ôi nó không thèm đi đường kia luôn. Đấy cả gái mình đúng không? Đi mà. Mày vẫn lên mà. Mình đi tìm tí. Cứ hiểu mình có phải chưa? Đấy cả gái nó vẫn lên mà. Nó chạy thì chạy luôn ấy. Thêm được tí thôi. Quan trọng người có di chuyển không à? Mình đặt đống gà đây thì mình chết không? Một đống gà đi dưới đấy, mà lên. Nó thành triệu mới gọi Takito và xây thang máy gì chuẩn. Thế này. Có một mà không có hai. À không nhà tôi muốn dẫn mọi người cách làm cửa thang quần nhé. À cửa quần, thế là cửa mở lên. Ơ, à, thì nó hợp lý chưa? Nhưng mà con này nó không lên đẹp bằng con giả kia này. Con này nhìn đẹp hơn này. Con này kiểu nhiều hơn. Kiểu nó như điện, lượn. Kiểu, hờ cái lưỡi kia kiểu nó lượn lờ. Kiểu này. Đấy, mọi người cũng biết để thấy không? Chứ mắt tôi là cái lượn nha. Kiểu điện trong hình chim. Ừ. Cái con này nó lượn đều hơn. Đó, cái này nó lượn lên kiểu lượn. Đây là tùy thuộc vào bạn nào căn trong thời gian mà chỉnh nó ấy. Thế tôi cũng không thể nào nó hết tất cả được bởi vì cái này nó ấy bạn. Nó ok quá. Đi thăm quấn thôi, nó đi bình thường và chỉ có chơi phát được quấn. Và thang quấn này như vui. Nếu ai chạy chạy tiền vào đây thăm quấn. Cái này khó kẹt ạ. Thì kia đi quấn này.
luôn, có kẻ đắt. À, để nó như này nè. À, dính phát ở đây lên luôn. À, đó. Cái đôi này sẽ làm ngược lại nhé. Cái làm ngược lại này. Ví dụ này. Làm hạn chỉ lên đây. Cái đủ quyền hành chắc cốt. Cái đủ quyền sau. Các bạn nhập từ chỗ hàng lên á. Mặt diện này. Chiều nay tôi đặt thêm cái đại diện là nó rung phát cái màn hình thế này thôi. Từ đấy mày nó hiểu ra thành hai lệnh như thế nào. Thành ra hai lệnh luôn á. Đấy. Đấy chứ, đấy tôi không phải luôn. Nên giờ lỗi quá. Tôi mới thực sự luôn á. Các chị rất là làm được lại á. Làm được lại khó chắc khó hơn á. Bởi vì tôi làm quen vui á. Mới làm quen vui hơn chứ tôi làm quen được. Phía trước chứ không phải là phía quay dép. Ừ. Làm bé bé lại thôi, tôi sẽ làm tự đánh. Nó có chút dựng con này không? Ah,
quên, từ từ đối cho năm chứ đã. Ấy chết tôi đặt cả rồi. Tại vì đầu tiên là đầu tiên là âm dương. Bây giờ phải là đêm. Bây giờ phải là có điện không? Còn cái gì mà được điện này? Mà được điện này à, phải là đi sang bên này. Nhưng mà bên này mình lại có điện ra. Cái bên này và không điện rồi là có điện à, thực sự là rất là đau đầu cái này. 1, 2, 3, 4 từ chó thì kiểu cái năm này cái năm này sai đấy, đúng cái sai đấy, đúng cái kéo đúng kéo thì chúng ta cần điện rồi. Nên tôi không phải là làm công tác gì cả. Nếu mà tôi chạy được kia thì tụi người sẽ khá vui. Đấy chứ. Còn cả nghe. Cũng tổ tạm. Tụi kia đấy. Một kia. Để đây thôi nha. Chứ một bên thạch với cả đọc. Thôi, là chỉ có lại của anh. Tích điện à. Đó, đó, đen. Chứ đừng chứ mất cái thằng nữa. Quên. Chứ quên thằng nghe vậy này. Đấy, này không biết thằng điện tôi làm cái nhắn mà. Còn ngắn không? Ngắn lắm. Còn ngắn dã man luôn á. Từ từ xuống nước này. Thank you.
Đừng giả lại người. Ờ, kéo là vậy. Cái này chuyện này có thể tính. Để nó không phải giết lại. Cảm ơn rồi. Mọi người đã được vậy nhé.